Sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức tọa đàm góp ý với dự thảo luật đất đai sửa đổi, tập trung vào các quy định liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất. Đây là một trong những vấn đề mấu chốt trong luật đất đai, bởi khơi thông được chính sách về tài chính, về đất đai và giá đất, thì nhiều vấn đề khác cũng có thể giải quyết được. Các ý kiến cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa sâu sắc hơn nữa những điểm mới trong nghị quyết 18 của Trung ương về chính sách đất đai, nhất là xây dựng cơ chế và phương pháp để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Hội đồng thẩm định giá là chưa đảm bảo sự độc lập theo như tinh thần của nghị quyết số 18 của Trung ương, bởi với quy định như tại khoản 1 điều 156 dự thảo luật thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ tịch hội đồng thẩm định giá, thành viên là các đại diện của các cơ quan tổ chức có liên quan. Chỉ có một cơ quan có hiểu biết sâu về xác định giá đất là tổ chức tư vấn xác định giá đất. Nếu chúng ta tính toán giá đất mà bỏ qua yếu tố phi vật thể thì gần như là không, chúng ta không tính được. Tôi nói ví dụ có một khu đất rất là đẹp đẽ, nhưng khi xuất hiện một cái dịch gì đấy hoặc là cái phóng xạ gì đấy thì lập tức nó thay đổi, và cái đấy không thể hiện gì vào khoảng cách hay là độ cao hay là bất cứ cái giá trị vật thể nào. Cái đấy nó vô hình. Nghị quyết 18 là nói có cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc phù hợp với thị trường. Thế nhưng mà khi đọc lại trong cái dự thảo cuối cùng gửi cho để lấy ý kiến nhân dân ấy, chỉ có bỏ khung giá đất thôi, thì tôi có cảm nhận rằng là nghị quyết 18 đã có một cái nhận thức mới về cái vấn đề xác định giá đất, nhưng trong dự thảo luật về cơ bản lại vẫn giống như là cái luật năm 2013. Có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần bổ sung các quy định về thuế, bởi đây là công cụ quan trọng để điều tiết các nguồn thu từ đất. Trong này ấy, thì chúng ta mới chỉ nói chủ yếu là giá thôi. Đấy. Thế trong đó cái phần thuế thì tôi thấy rằng là gần như công cụ này là chưa thấy đề cập nhiều đây. Ngay như trong cái điều 147 ấy, nói rằng các khoản thu tài chính đất đai, cái phần thuế rất quan trọng là thuế sử dụng đất, thì trong này tôi thấy không có. Chúng ta đều biết cái nghị quyết 18 thì đều rõ là chúng ta phải làm sao để điều tiết được nguồn cái lợi ích tăng lên từ đất đai. Mà điều tiết đây thông qua gì? Là chủ yếu thông qua công cụ thuế. Cũng tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý cũng đóng góp về các khoản thu tài chính về đất đai khi ban hành giá đất, quyền, trách nhiệm của các chủ thể tham gia định giá đất.